Vâng, xin kính chào tất cả quý vị, các chú chị đang xem YouTube của anh em. Thì buổi chiều ngày hôm nay có một số nguồn thông tin cực kỳ nóng cũng như là cực kỳ thú vị và đặc biệt cực kỳ vui mà Thanh Nguyên cũng như Trai Đồng Bằng muốn gửi đến cô chú anh chị liên quan đến những sự việc mà của tỉnh Thất Bồng Lai cũng như là cập nhật cho quý vị những cái thông tin liên quan đến tại Liên đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh buổi làm việc ngày hôm nay của cô luật sư Thủ Kho. Thì đầu tiên xin mời Trai Đồng Bằng chia sẻ một cái nguồn thông tin cực nóng của buổi chiều ngày hôm nay. Cách đây ít phút, Trai Đồng Bằng cũng như là anh Thanh Quyền vừa mới nhận được một cái thông tin cực kỳ nóng hổi và chấn động, đó là đệ tử gọi như là binh vực rất là mạnh mẽ cho thầy ông nội cũng như là cái bà này là muốn vào là tấm cung của thầy ông nội luôn. Đúng rồi. Đã bị bắt. Thì đây là một cái nguồn thông tin nói chung là cũng rất là đáng tin cậy từ phía những người dân xung quanh, nhưng mà Trai Đồng Bằng cũng như là anh Thanh Quyền cần phải xuống tận nơi để xác thực cái nguồn thông tin này để gửi đến cho quý vị cô chú anh chị. Thì nói chung là em nghe cái thông tin này rất là vui anh Thanh Quyền, em rất là vui, rất là mừng. Thì không biết là anh Thanh Quyền suy nghĩ như thế nào? Đặc biệt thì có một số các anh em thì hiện tại đó, trong thời điểm mà em cũng như Trai Đồng Bằng cập nhật cho quý vị thì cũng đã đến khu vực đó để xác minh, nhưng mà theo thông tin này thì cơ sở thì thông tin đáng tin cậy, bởi vì có thể thấy rằng đó sau cái mà phiên tòa sơ thẩm thì vị có thể thấy rằng cô cái nhân vật này vẫn lên trên mạng xã hội, gọi là có thể nói là than khóc nè, rồi bên cạnh đó là xuyên tạc chửi cả cơ quan chức năng đó, và cái xuyên tạc cả tòa án nhân dân quận Đức Hòa. Và cái việc ngày hôm nay khi mà cô ta bị gọi là có thể là bị tóm đó là một điều hiển nhiên, và cái thông tin này đó thì chắc hẳn rằng là một thông tin cực kỳ buồn cho thầy ông nội cũng như là những cái fan của Thiền Am rồi. Nhưng mà nó quả thật là một cái thông tin cực kỳ vui đối với các anh em cũng như là với tất cả của chú anh chị, khi mà trong suốt một khoảng thời gian vừa qua thì cái nhân vật này đã có thể nói là lên trên mạng xã hội mà binh vực cho Thiền Am dữ dội và chửi bới xúc phạm đến cơ quan chức năng và kể cả là các anh em YouTube. Thì ngày hôm nay đây là một trong những cái điều tất yếu và tất nhiên để mà trả giá cho những cái hành vi của mình. Thì theo như em biết thì cái bà Lan Lúa này cũng không phải là mới đây ở bên Việt Nam mà đã rất lâu rồi, coi như là từ đầu luôn rồi. Thì cái hôm mà cái phiên tòa xét xử sơ thẩm thì bà cũng có mặt cùng với một số gọi như là fan cứng, fan cuồng của Thiền Am. Thì anh Thanh Quyền với em cũng đã có mặt đó, và mình gặp là nguyên một cái đoàn gọi như là đi xe là 16 chỗ mấy chiếc á, xe 16 chỗ kèm lên xe máy rồi. Đúng rồi, và mà anh em quay phim thì họ đã giơ một cái ngón tay, hai ngón tay lên. Nói chung là em không thể diễn tả được để mà chỉ về phía những người mà người ta gọi như là lên án những cái bọn trọc giả sư ở trong Thiền Am. Thì cái bà này bà cũng xúc phạm cũng như là xuyên tạc dữ lắm nha. Bà có thể gửi đến cô chú anh chị chính xác hơn thì một tí nữa em cùng với Trai Đồng Bằng sau khi cập nhật cho cô chú anh chị thì cũng sẽ xuống tận nơi để mà có thể mình xác minh chính xác cái nguồn thông tin này với lý do gì, cũng như là bà Lan Lưu Thưa này sẽ bị cái cơ quan nào mà đến mà bắt, ví dụ như là công an huyện Đức Hòa hay là cái cơ quan trụ sở nào mà bắt bà này, thì cũng sẽ tiếp tục cái nguồn thông tin nóng này để mà cập nhật cho quý vị. Tiếp theo thì xin mời Trai Đồng Bằng chúng ta cập nhật cái nguồn thông tin ngày hôm nay mà các anh em chúng ta đi mà tìm kiếm thông tin, đó chính là liên quan đến cái câu chuyện của luật sư Thủ Kho Điện lực Thanh Trần, cùng với đó là cái buổi đối chất với tiến sĩ luật Đặng Anh Quân tại Liên đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Thì kính thưa quý vị cô chú anh chị em, cũng như thông tin anh Thanh Quyền và Trai Đồng Bằng đã chia sẻ, thì sáng hôm nay là luật sư Thanh Trần có nhận được cái thông báo của Liên đoàn Luật sư phải đến tại Liên đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh để mà làm việc cùng với là tiến sĩ luật Đặng Anh Quân. Thì các anh em cũng đã trực tiếp có mặt để ghi hình cũng như là cập nhật thông tin cho quý vị. Nhưng mà nói chung là cũng cái lượng người mà ra vào trong luật sư thì cũng nhiều, và cũng không thấy bóng dáng gì của luật sư Thanh Trần. Nhưng mà đến cái thời điểm hiện tại khi anh em chia sẻ đây thì cách đây khoảng là 30 phút thì bên phía luật sư Thanh Trần đã có chia sẻ một cái video clip và cũng dở ra cái chiêu cũ, đó là đi đến bệnh viện để mà khám bệnh. Thưa quý vị của chúng em, thì rất có thể là sáng hôm nay thì luật sư Thanh Trần đã không có đến liên đoàn luật sư mà như là cáo bệnh, là tôi bị bệnh và đăng tải clip đi khám bệnh. Thì không biết anh Thanh Quyền suy nghĩ như thế nào về cái sự việc mà
luật sư Thanh Trần này, mỗi khi mà có những vấn đề gì thì đều gọi như là đi khám bệnh đó, và đăng tải lên mạng với mục đích gì thì anh Quyền có thể nêu cái suy nghĩ của mình thôi. Rõ ràng thì quý vị có thể thấy rằng là đây là lần thứ hai, và có thể nói lần thứ ba, thứ tư gì rồi, cô Thanh Trần này dùng cái cách thức đó chính là viện những cái cớ để mà tránh né. Đầu tiên thì chúng ta có thể nói đến là trước đây vào buổi 30 tháng 6 đó, thì cô ta đã tránh né một cái buổi làm việc này với một cách là cáo bệnh, rồi gửi giấy bệnh, rồi chụp hình thuốc men, rồi đăng lên những cái nền tảng YouTube của mình. Ngày hôm nay thì lại tiếp tục cái sự việc này, cô ta đi quay một cái clip tại một cái bệnh viện nào đó. Thực chất thì cô ta có khám hay không thì chúng ta cũng không biết, tại vì cô ta chỉ quay cái bên ngoài thôi, bên ngoài bệnh viện, và cô ta nói là hôm nay cô ta đến đây để mà khám bệnh, hôm nay bị bệnh gì đó. Trước kia thì kêu bằng sang chấn tâm lý, ngày hôm nay thì không biết bị bệnh như thế nào. Và cái mục đích mà theo Thanh Nguyên, bản thân Thanh Nguyên đánh giá đó, đó chính là có thể nói là để tránh né những cái buổi làm việc ngày hôm nay. Và đặc biệt bên cạnh đó đó, thì cái với cái mục đích của cô ta đó chính là chắc hẳn rằng là kiếm chát gì một ít từ đó, từ các mạnh thường quân, đặc biệt là những cái fan của Thiền Am. Bởi vì trong thời điểm hiện tại là cô ta bên vực bất chấp với Thiền Am mà. Cái thứ hai đó chính là tại sao mà Thanh Nguyên nói như vậy. Quý vị được biết đó là vấn đề về mà luật sư đó, để mà hành nghề luật sư thì cô ta hiện tại không thể hành nghề rồi, bởi vì có ai mà mướn cô ta nữa mà hành nghề. Mà em cũng từng nghe là cái chị luật sư Thanh Trần là tuyên bố là tôi cũng không có cần làm luật sư, tôi cũng không có quan tâm về cái nghề luật sư. Cô ta tuyên bố là tôi sẽ không kiếm cơm bằng cái nghề luật sư. Thì quý vị có thể thấy rằng bây giờ mà kêu bằng tước bằng cô ta thì cũng chẳng có gọi là cái ý nghĩa của cô ta cả. Thì làm luật sư online. Điều thứ hai đó mà Thanh Nguyên muốn nói đó chính là khi mà xảy ra những câu chuyện drama đó, thì nghe đâu đó cái nghề mà thủ kho của cô ta cũng bị cơ quan nó không cho làm nữa rồi. Vậy thì bây giờ cô ta kiếm tiền bằng mục đích gì? Kiếm tiền bằng cái phương thức gì? Đó chính là làm YouTube. Mà cái lượng view, cái lượng mà người đăng ký cũng như là được quảng cáo thì nó cũng không có nhiều. Cho nên thì theo em đánh giá hiện tại thì cô ta muốn nhảy vào câu chuyện của Thiền Am vào vũ trụ, mặc dù với cái phương diện là pháp luật, pháp lý đó, thì cô ta thừa biết là tỉnh thất Bồng Lai là họ đã có hành vi vi phạm pháp luật quá rõ ràng, nhưng mà vẫn cố tình nhảy vào để bên vực để mà kiếm một cái chút cháo gì đó, giống như là tiền cà phê của các ông luật sư phía bên kia, như là ông Đào Kim Lân chẳng hạn nè, giao lưu cà phê các kiểu đà điểu, đó là còn một mục đích. Và ngày hôm nay thì có cái cớ để mà cô ta đăng tải lên là cho rằng mình bị bệnh, rồi lấy cái tấm lòng thương xót của những cái mạnh thường quân, biết đâu đó được người ta gửi tiền về, gọi là mình kiếm cơm, kiếm tiền mua bia, mua đủ uống là sao. Thì nói chung là cái lượng fan á của Thiền Am thì nói chung bây giờ thì cũng rất là lớn. Thì sẵn đây thì em cũng chia sẻ là nói chung là có những người thì em không biết là thuộc thành phần hay tổ chức nào, thì rót tiền thì mình không biết, nhưng mà cái vấn đề mà lúc trước á thì cũng có khá nhiều của chú anh chị em là họ chúng ta bị ngộ nhận thôi, người ta thương cho những đứa trẻ, đúng rồi, rồi người ta gửi tiền về, thì bây giờ người ta nhận ra rồi thì người ta cũng lên tiếng. Còn không biết là cái vấn đề mà rót tiền về là những cái thành phần nào mà khiến cho luật sư Thanh Trần là một người học lực và am hiểu luật lại có những cái video clip để mà dẫn dắt dư luận này, là nói chung là cái thứ nhất là vi phạm đạo đức của nghề nghiệp rồi. Đúng cái rồi. Thứ hai là dẫn dắt dư luận như vậy là nếu mà ảnh hưởng là có thể là dính dáng pháp luật nữa chứ không phải vấn đề bình thường. Thì đây đồng bằng có thể thấy là ngày hôm nay thì bà Lan Đưa Thưa đó ngày hôm nay thì chính thức có thể nói là tóm bà Lan Đưa Thưa rồi. Và trong thời gian sắp tới thì Thanh Nguyên cũng nghĩ rằng là còn một số những cái cá nhân khác, đặc biệt là những người am hiểu luật thì càng phải gọi là mạnh tay hơn đối với người mà biết hiểu luật. Anh hiểu luật mà anh sai luật nữa thì còn phải xử lý nặng nề hơn nữa đối với những cái nhân vật gọi là u mê, bất ngộ như là bà Lan Đưa Thưa hoặc một số những cái thành phần khác. Đặc biệt cái bữa ngày hôm đó đó tại phiên tòa thì Trai Đồng Bằng có để ý một điều không, đó chính là fan có thể ông nội nữ nhiều hơn nam. Đúng rồi. Đặc biệt là những người mà già lớn tuổi một tí trung mà có thể nói là u mê rất là nhiều cái bộ kinh gọi là siêu phàm của theo nội nha, đặc biệt cái điều đó. Nhưng mà cái bữa đầu tiên á thì fan thì ngam đến đông, nhưng mà cái bữa sau thì vắng que, bữa sau thì rất ít, bữa sau này chắc họ biết là cái kết cục nó sẽ như vậy rồi, cho nên là họ không đến hả. Thì bây giờ anh em cũng chia sẻ thông tin này đến quý vị, rồi bây giờ anh em sẽ trực tiếp đi xuống tận nơi để cập nhật cái thông tin coi nó chính xác hay không để gửi đến cho quý vị. Thì quý vị hãy chờ xem cái video của Đài Đồng Bằng cũng như là anh Thanh Quyền. Rồi rất cảm ơn quý vị.
Vâng, ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến tất cả quý vị một cái sản phẩm, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên. Như quý vị được biết thì mật ong nó có rất là nhiều những cái công dụng, như là làm đẹp cho đến là những cái vấn đề chăm sóc sức khỏe. Nó phù hợp cho mọi độ tuổi, từ lớn đến bé, từ trẻ em thì từ 1 tuổi trở lên sử dụng rất là tốt. Thì nếu như quý vị khán giả nào cần thì hãy liên hệ inbox qua cái số Zalo của em ghim trên màn hình. Đây là mật ong rừng nguyên chất thiên nhiên 100%, bao xài bao thử, miễn phí ship toàn quốc. Mong rằng quý vị cô chú hãy ủng hộ cho mật ong rừng nguyên chất. Xin cảm ơn.